quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã dự lễ khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đồng thời khởi động quả cầu chính thức đưa Cổng Dịch vụ Công đi vào hoạt động. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Dịch vụ Công tỉnh Hưng Yên và các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo các địa phương và trên 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đi vào hoạt động sau 9 tháng tích cực triển khai. Việc thiết lập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia về cơ bản đã hoàn thành và đạt cấp độ 3 về chính phủ điện tử. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bao gồm 6 cấu phần chính: cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và bộ câu hỏi, trả lời liên quan đến thủ tục hành chính, nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, nền tảng thanh toán trực tuyến, hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ ngành địa phương, hệ thống hỗ trợ trực tuyến và tổng đài hỗ trợ. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tra cứu về thông tin thủ tục hành chính dịch vụ công của tất cả các ngành lĩnh vực các địa phương trên toàn quốc, theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công. Năm 2018, sau khi áp dụng 7 lĩnh vực triển khai chính phủ điện tử, triển khai dịch vụ công, cả nước đã tiết kiệm được trên 4.200 tỷ đồng.